Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa bao giờ vấn đề an toàn thực phẩm lại lộ rõ nhiều bất cập và nhận được sự quan tâm của dư luận như hiện nay. Để khắc phục những khó khăn tồn tại trong vấn đề này, các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương đã triển khai nhiều hình thức kiểm tra, giám sát, thông tin tuyên truyền, cũng như hỗ trợ xây dựng chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Là một địa phương có nhiều mặt hàng nông sản nổi tiếng, trong đó rau của Đà Lạt, Lâm Đồng là thương hiệu được người tiêu dùng trong nước đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn có không ít khó khăn trong việc định danh những thực phẩm an toàn, nhất là đối với rau củ. Vậy Lâm Đồng đã và đang làm gì để khẳng định nâng cao giá trị cạnh tranh của thương hiệu nông sản này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề trên qua phóng sự dài kỳ Lâm Đồng xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn. Hiện nay, sản lượng rau Lâm Đồng đạt khoảng 2 triệu tấn mỗi năm, và 100% mẫu rau địa phương đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đó, nhiều diện tích canh tác được sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn, được cấp giấy chứng nhận như VietGAP, LoboGAP, Organic. Tuy nhiên, để tạo được niềm tin về chất lượng sản phẩm đối với người tiêu dùng, trong bối cảnh có nhiều sản lượng rau ngoại nhập khó kiểm soát về chất lượng đang trà trộn vào thị trường Đà Lạt, Lâm Đồng như hiện nay, là một điều không đơn giản. Bởi nhiều loại rau củ của Lâm Đồng chưa được gắn nhãn mác và bằng mắt thường khó có thể phân biệt được đâu là nông sản an toàn và chưa an toàn. Gia đình chị Nguyễn Thị Minh Hiền có hai con nhỏ, nhu cầu về rau củ quả là thường xuyên. Để đảm bảo một bữa ăn có đủ chất xơ xanh cho các con, chị đã rất cẩn trọng trong lựa chọn chế biến các món rau. Thế nhưng, hầu hết các mặt hàng này đều chưa được gắn nhãn mác nên băn khoăn lo lắng vẫn hiện lên trên từng bữa ăn gia đình chị. Tôi cũng rất là mong muốn là khi mà mình đi chợ hoặc là mình cũng có thể là mua được rau sạch. Tuy nhiên là trên thực tế thì không có như vậy. Chất lượng về rau thì tôi không có dám đảm bảo. Tôi cũng hay đi hai cái siêu thị gọi là cái cửa hàng nhỏ mà ở đó thì người ta cũng nói là bán cái thực phẩm sạch. Nhưng mà thực chất thì tôi cũng không có đảm bảo hay là cũng không có biết chắc được rằng là những cái rau đó nó có nguồn gốc rõ ràng hay không thì không biết. Cũng như chị Hiền, đối với chị Nguyễn Hoàng Anh, mỗi lần ra chợ là mỗi lần chị cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn mua một mớ rau xanh. Mặc dù các loại rau rất phong phú đa dạng, nhưng để tìm được một sản phẩm có độ tin cậy về an toàn cũng là điều khó khăn với chị. Thời buổi bây giờ em cũng biết đó, mình cũng nghe rất nhiều thông tin rau là bây giờ sử dụng rất là nhiều hóa chất. Là nói riêng về rau á, các thực phẩm khác cũng vậy. Thì nãy giờ chị đi là chị cũng đang cố gắng để tìm ra những cái dấu hiệu nào cái rau đó nó có an toàn hay không để mình lựa chọn cho cái bữa ăn của gia đình của mình. Mặc dù là cũng lựa chọn là như vậy nhưng chắc chắn mình không thể nào đảm bảo rằng đây là rau sạch hoàn toàn. Đối với người tiêu dùng là vậy, còn đối với người sản xuất, những người trực tiếp làm ra những mặt hàng nông sản cũng đối mặt với nhiều thử thách. Nhiều cơ sở sản xuất áp dụng các giải pháp kỹ thuật khắt khe được cấp giấy chứng nhận an toàn như VietGAP, LoboGAP, Organic, HAPSAT. Nhưng khi bán ra thị trường, nông sản của họ bị đánh đồng giá cả và chất lượng với các sản phẩm được sản xuất thông thường. Điều này khiến nhiều nông dân đã không còn mặn mà với việc sản xuất nông nghiệp sạch, bởi tốn kém nhiều thời gian, chi phí sản xuất mà giá cả nông sản không được đánh giá tương xứng. Cái thứ nhất là về vấn đề về cái thương hiệu, bao bì, mẫu mã. Thì bây giờ đang cũng gặp nhiều cái vấn đề là trà trộn lẫn với cái hàng ở cạnh tranh của các nơi khác vào, giống như là hàng của Trung Quốc. Thì bây giờ nó cũng đúng là đối với hàng Đà Lạt nói riêng và như vậy là đối với rau mà nói chung của tỉnh Lâm Đồng á, rau củ quả của tỉnh Lâm Đồng thì bây giờ nó cũng còn rất ảnh hưởng ở phía bên ngoài. Thứ nhất là bên ngoài thì bây giờ muốn làm để mà cho họ phân biệt, những người tiêu dùng mà phân biệt được cạnh tranh á, thì như vậy là mình phải có những cái lịch trình đi từng bước một. Thứ nhất là về cái thương hiệu đánh thương hiệu vào cho mình, dán tem mẫu mã cho mình, thì như vậy là những lúc đó thì người tiêu dùng họ mới nhận diện được cái hàng của Đà Lạt như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, thị trường tiêu thụ bấp bênh, có sự đánh đồng giữa những sản phẩm sạch và chưa sạch.
Vì vậy, xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn từ sản xuất đến tiêu thụ với nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là cách để sản phẩm an toàn được định danh, tránh sự nhầm lẫn và mạo danh như trước đây đã từng xảy ra. Vậy quá trình xây dựng chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn tại Lâm Đồng được triển khai như thế nào? Đạt được những kết quả gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi kỳ 2 của phóng sự này. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ trước của phóng sự này, chúng tôi đã cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về những khó khăn thách thức trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó đặt ra yêu cầu cần phải kiểm soát chất lượng sản phẩm từ sản xuất đến phân phối và xây dựng chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn được coi là giải pháp hữu hiệu mà tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh rau củ và tiến tới nhân rộng trên nhiều sản phẩm khác. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này qua kỳ 2 của phóng sự. Thực phẩm an toàn là nhu cầu thiết yếu của đời sống. Tuy nhiên, mỗi một người dân bằng mắt thường khó có thể nhận biết được mức độ an toàn của thực phẩm và các ngành chức năng, việc kiểm tra, giám sát chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm cũng là một vấn đề không đơn giản. Vì vậy, việc kiểm soát theo chuỗi từ sản xuất đến phân phối với nhãn mác rõ ràng là cách để thực phẩm an toàn không bị mạo danh, lẫn lộn. Gia đình anh Triệu Văn Thành, huyện Lâm Hà mới làm quen với cây rau công nghệ cao chưa lâu và anh là thành viên của hợp tác xã Sosu Công Thành. Điều đáng nói ở đây là các sản phẩm vườn nhà anh đều áp dụng theo tiêu chuẩn HACCP, theo sự hướng dẫn quy trình kỹ thuật của hợp tác xã và được hợp tác xã bao tiêu sản phẩm với giá ổn định. Đây là kết quả của mô hình chuỗi thực phẩm an toàn mà Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản Lâm Đồng hỗ trợ hợp tác xã Sosu Công Thành xây dựng thành công. Điều này đã đem lại những lợi ích thiết thực cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Sản phẩm của mình sản xuất ra là cần phải liên kết bởi vì giá cả ổn định. Hơn nhất là khi sản phẩm của mình làm là đạt tiêu chuẩn, đạt được cái chất lượng nông sản và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì mình liên kết với hợp tác xã để được thành một cái sâu chuỗi sản phẩm đi ra thị trường nó ổn định. Trước đây họ có thể là sử dụng những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng á, thì khi họ ăn vô họ có cảm giác là không an toàn, nhưng vì hoàn cảnh buộc phải ăn, nhưng bây giờ họ cảm thấy thích ăn bởi vì sản phẩm đó an toàn. Khi họ ăn họ sẽ yên tâm được là về sức khỏe của mình, nếu như mà có vấn đề gì đó họ có thể truy xuất ngược trở lại. Hiện hợp tác xã Sosu Công Thành có trên 20 xã viên và 110 hộ liên kết sản xuất cùng đơn vị với khoảng 300 hectare đất canh tác. Các thành viên này đều sản xuất nông sản an toàn, có giấy chứng nhận như Sosu, dưa leo, cà chua, ớt sừng bò, rau rừng, v.v. Theo dự kiến, hợp tác xã sẽ sản xuất khoảng trên 30 loại nông sản khác nhau và luôn chú trọng đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Tại đây, sau khi rau củ từ các nông hộ vận chuyển về, được test nhanh kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, mới nhập vào kho và đóng gói. Các sản phẩm được gắn nhãn mác thương hiệu rõ ràng và xuất đi các thị trường lớn trong cả nước, mà chủ yếu là các siêu thị và trung tâm thương mại uy tín. Người tiêu dùng có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm và có phản hồi khi cần thiết, đã tạo nên sự tin tưởng về chất lượng sản phẩm. Anh phải đảm bảo đúng theo quy trình Việt Gáp, chứ không được gian lận, người đưa vào Việt Gáp và cũng không đúng. Từ việc trồng đã đạt được những tiêu chuẩn Việt Gáp, rồi sau đó là giai đoạn là sau thu hoạch được bảo quản đưa về nhà sơ chế, rồi nhà sơ chế đạt được những cái quy trình của HACCP và cái khâu xuất hàng đi đảm bảo chất lượng, thì những cốt lõi này mang lại đến người tiêu dùng một sự thỏa mãn theo nhu cầu, đó là hàng nó đạt được chất lượng về cái tiêu chuẩn và chất lượng về những cái cách thức mình làm với, thì nó sẽ đạt được những tiêu chí mình đưa ra. Năm 2016, ngành chức năng đã hỗ trợ cho 4 đơn vị là hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh rau củ, xây dựng thành công 4 chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, nâng tổng số chuỗi trên toàn tỉnh lên con số 29. Các đơn vị tham gia chuỗi phải có sự đầu tư bài bản về nhà xưởng, cơ sở vật chất cũng như cán bộ kỹ thuật. Với việc xây dựng chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, đã kiểm soát chặt chẽ chất lượng nông sản,
từ khâu sản xuất, thu hoạch, bảo quản, sơ chế và tiêu thụ. Đặc biệt với việc xây dựng thương hiệu cho nông sản, đã định danh cho những nông sản an toàn, xây dựng chữ tín cho đơn vị sản xuất, tránh sự mập mờ, vàng thau lẫn lộn, gây hoang mang cho người tiêu dùng và thiệt hại cho người sản xuất. Từ đó nâng cao giá trị cạnh tranh cho nông sản Đà Lạt, Lâm Đồng và sản xuất sạch trở thành một phong trào đồng bộ, rộng khắp tại một địa phương có thế mạnh nông nghiệp như ở Lâm Đồng. Để cho chúng ta là quản lý được tất cả các khâu của quá trình sản xuất. Nên là muốn để mà tiêu thụ sản phẩm cho nó tốt, đảm bảo an toàn và chất lượng đồng đều, thì chúng ta phải thiết lập được cái chuỗi thực phẩm an toàn và tất cả các hộ nông dân phải sản xuất đúng một cái quy trình sản xuất trong nhau. Khi xây dựng chuỗi an toàn thì người ta sẽ học được cái kinh nghiệm. Và hiện nay là chúng ta đã gia nhập với các cái tổ chức kinh tế của thế giới tương đối nhiều. Rồi chính vì vậy cho nên nếu chúng ta không đẩy mạnh thì sản xuất theo chuỗi thực phẩm an toàn để tăng nhanh cái khả năng tiêu thụ nông sản thì cái nguy cơ mà cái sản phẩm chúng ta sẽ bị thua trên sân nhà là điều chắc chắn. Chính vì vậy cho nên là chúng ta phải liên kết được các hộ nông dân lại với nhau, liên kết thành cái chuỗi thực phẩm an toàn và chúng ta tăng cái khả năng tiêu thụ cái sản phẩm nông sản của chúng ta, đảm bảo an toàn để lấy lòng tin của nhân dân. Thì như vậy là chúng ta có thể là vừa tăng được khả năng xuất khẩu nhưng đồng thời là chúng ta sẽ chiến thắng được trong quá trình cạnh tranh đối với sản phẩm nông nghiệp. Hiệu quả và sự cần thiết của việc xây dựng chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đã được khẳng định và hướng đến sự đồng bộ về chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, để đẩy mạnh nhân rộng nhiều hơn nữa trong thời gian tới, vẫn còn những khó khăn. Như một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đúng về vai trò của chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, trình độ sản xuất giữa các nông hộ chưa đồng đều, chi phí đầu tư xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn còn khá cao. Trong lúc đó, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. Vì vậy, để nâng cao khả năng cạnh tranh, khẳng định thương hiệu nông sản Lâm Đồng, đòi hỏi sự nỗ lực của người sản xuất kinh doanh và sự chung tay hỗ trợ tích cực từ phía các ngành chức năng. Từ kinh nghiệm của Lâm Đồng, các tỉnh Tây Nguyên đã áp dụng và bước đầu đã thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng biện pháp kỹ thuật vào thâm canh cây trồng. Các tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Đắk Lắk cũng đã bước đầu triển khai các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân.